Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Pantoxit 4 được sản xuất tại Sun Pharma. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Pantosis 4 cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Pantosis 4 Pantoprazone, dưới dạng Pantoprazone Natri c squid Hydrat, 40mg Dạng bảo chế Bột đông khô pha tiêm Công dụng và chỉ định của Pantosis 4 Pantoxid dạng bột đông khô pha tiêm được sử dụng trong trường hợp cần giảm nhanh axit dịch vị hoặc đối với các bệnh nhân gặp khó khăn trong việc dùng thuốc đường uống do trào ngược, nôn hoặc hôn mê. Dạng thuốc bột pha tiêm còn được dùng cho đối tượng tăng tiết axit dịch vị nguyên nhân do bệnh Zollinger đến Edison. Cách dùng và liều dùng của Pantoxid 4 Cách dùng, trường hợp tiêm tĩnh mạch thì cần hòa tan hoàn toàn lượng bột thuốc trong lọ bột bằng cách tiêm 10ml dung môi NACL 0,9% vào lọ bột để được dung dịch trong suốt đồng nhất sau đó sử dụng bơm tiêm mới, khô và sạch để tiêm tĩnh mạch. Trường hợp truyền tĩnh mạch thì cần hòa tan hoàn toàn lượng bột thuốc trong lọ bột bằng cách tiêm 10ml dung môi NACL 0,9% vào lọ bột để được dung dịch trong suốt đồng nhất. Sau đó pha loãng 10 lần dung dịch trên với dung dịch NACL 0,9% hoặc gluco 5% rồi truyền tĩnh mạch trong khoảng 2 đến 15 phút. Quá trình tiêm truyền thuốc cần được thực hiện bởi cán bộ y tế, các y bác sĩ. Lưu ý chỉ sử dụng Pantoxid 4 khi mà dạng viên nén không thích hợp. Thời gian dùng Pantoprazone đường tiêm tĩnh mạch tối đa 7 ngày. Ngưng dùng dạng thuốc tiêm và chuyển sang dạng thuốc viên nén ngay khi có thể điều trị bằng đường uống. Liều dùng Liều khuyến cáo cho người trưởng thành là 40mg Pantoprazone mỗi ngày theo đường tiêm tĩnh mạch hoặc truyền tĩnh mạch chậm trên 15 phút. Thời gian dùng thuốc đường tiêm không nên quá 56 ngày. Hãy chuyển sang dạng uống ngay khi dung nạp được. Thời gian dùng thuốc cụ thể với từng loại bệnh lý như sau. Thời gian dùng thuốc trong trường hợp bệnh nhân bị loét dạ dày thường trong 4 tuần, nếu như sau đó tình trạng chưa cải thiện thì tiếp tục dùng thêm vài tuần sau đó. Thời gian dùng thuốc trong trường hợp bệnh nhân bị loét tá tràng thường trong 2 tuần, nếu như sau đó tình trạng chưa cải thiện thì tiếp tục dùng thêm vài tuần sau đó. Thời gian dùng thuốc trong trường hợp bệnh nhân bị viêm dạ dày thực quản thường trong 4 tuần, nếu như sau đó tình trạng chưa cải thiện thì tiếp tục dùng thêm vài tuần sau đó. Liều dùng đối với người già, trẻ dưới 12 tuổi và bệnh nhân suy gan, suy thận tương tự như dạng viên nén. Chống chỉ định của Pantoxid 4 Không được dùng thuốc Pantoxid với bất kỳ dạng thuốc nào cho những bệnh nhân bị mẫn cảm với hoạt chất Pantoprazone hoặc tá dược có trong thành phần công thức thuốc. Lưu ý khi sử dụng Pantoxid 4 Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ. Sử dụng sản phẩm cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Nghiên cứu trên động vật cho thấy độc tính của pantoprazone trên bào thai. Tuy nhiên một nghiên cứu quy mô vừa trên lâm sàng không chỉ ra tác hại của thuốc trên thai nhi. Để tránh hoàn toàn các nguy cơ bất lợi có thể xảy ra thì phụ nữ mang thai tốt nhất không nên sử dụng thuốc trong thai kỳ. Nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra pantoprazone có khả năng bài tiết vào sữa mẹ như dữ liệu trên người vẫn chưa đầy đủ và đáng tin cậy. Vì thế không thể loại hoàn toàn nguy cơ đối với bú mẹ. Người mẹ cần cân nhắc lợi ích nguy cơ có thể xảy ra trước khi bắt đầu sử dụng thuốc. Phụ nữ cho con bú nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để đưa ra lựa chọn tốt nhất. Sử dụng sản phẩm cho người lái xe và vận hành máy móc. Thận trọng khi sử dụng thuốc cho người đang lái xe và vận hành máy móc. Tác dụng phụ của Pantosil 4 một số tác dụng không mong muốn trên hệ tạo máu và bạch huyết mà bệnh nhân có thể gặp phải trong quá trình sử dụng thuốc như mất bạch cầu hạt với tần suất hiếm gặp hay giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu với tần suất rất hiếm gặp. Trong quá trình dùng thuốc, bệnh nhân có thể gặp phải các tác dụng không mong muốn trên hệ thần kinh như ít gặp đau đầu, chóng mặt, hiếm gặp tình trạng rối loạn vị giác. Một số tác dụng không mong muốn trên hệ miễn dịch mà bệnh nhân có thể gặp phải trong quá trình sử dụng thuốc như các phản ứng dị ứng bao gồm cả sốc phản vệ với tần suất hiếm gặp. Trong quá trình dùng thuốc, bệnh nhân có thể gặp phải các tác dụng không mong muốn trên hệ tiêu hóa như tiêu chảy táo bón, buồn nôn, nôn, chướng bụng, đầy hơi, đau bụng, với tần suất ít gặp. Trong quá trình dùng thuốc, bệnh nhân có thể gặp phải các tác dụng không mong muốn trên hệ cơ đến xương đến khớp như gãy xương hồng, cổ tay, cô sống với tần suất ít gặp, đau khớp, đau cơ hoặc co thắt cơ với tần suất hiếm gặp. Một số tác dụng không mong muốn trên chuyển hóa mà bệnh nhân có thể gặp phải trong quá trình sử dụng thuốc như tăng lipid máu, tăng hoặc giảm cân bất thường với tần suất hiếm gặp. Ngoài ra thuốc có thể làm giảm nồng độ trong máu của các ion Na, K và Ca với tần suất rất hiếm gặp. Trong đó bệnh nhân có thể gặp phải các triệu chứng nghiêm trọng do hạ kali máu như mệt mỏi, đau quặn quại, co giật, hôn mê, loạn nhịp thất. Các dấu hiệu này thường không được chú ý tới. Tuy nhiên ở hầu hết các bệnh nhân này Tình trạng hạ kali máu được cải thiện sau khi ngừng PPI và thay thế với Magi. Trong quá trình dùng thuốc, bệnh nhân có thể gặp phải các tác dụng không mong muốn trên da như phát ban, ngứa với tần suất ít gặp, nổi mày đay, phù mạch với tần suất hiếm gặp, hoặc một số bệnh lý nghiêm trọng hơn như hội chứng Stevens đến Johnson, hội chứng Liel, bệnh lupus ban đỏ. Một số tác dụng không mong muốn trên hệ tâm thần mà bệnh nhân có thể gặp phải trong quá trình sử dụng thuốc như rối loạn giấc ngủ với tần suất ít gặp. Nghiêm trọng hơn có thể gặp tình trạng trầm cảm với tần suất hiếm gặp. Ngoài ra bệnh nhân có thể bị lú lẫn, mất phương hướng hoặc gặp ảo giác với tần suất rất hiếm gặp. Trong quá trình dùng thuốc, bệnh nhân có thể gặp phải các tác dụng không mong muốn trên gan như xét nghiệm thấy men gan tăng, tăng bilirubin huyết, vàng da, suy gan. Trên đây chỉ là một số tác dụng không mong muốn có thể xảy ra khi bạn sử dụng các chế phẩm thuốc chứa pantoprazole. Nếu như trong quá trình dùng thuốc Pantoxid mà bạn gặp phải các tác dụng không mong muốn kể trên hoặc bất kỳ, một triệu chứng bất thường nào khác thì hãy liên hệ ngay với bác sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời. Tương tác của Pantoxid 4 Do Pantoprazone là thuốc ức chế bơm proton có tác dụng làm giảm bài tiết axit dẫn đến làm tăng pH dạ dày cho nên, nó có thể xảy ra tương tác dược động học làm ảnh hưởng đến sự hấp thụ của một số thuốc phụ thuộc vào pH dạ dày. Cụ thể, một số thuốc nhóm azon như itraconazole, ketoconazole có thể bị giảm khả năng hấp thu khi sử dụng đồng thời với pantoprazone dẫn đến làm giảm sinh khả dụng và hiệu quả điều trị của thuốc. Pantoprazone ức chế tiết axit dạ dày trong thời gian tương đối dài do đó việc dùng cách khoảng hai loại thuốc không thể làm giảm được tương tác. Vì thế nếu như bạn đang điều trị với một thuốc kháng nấm kể trên thì hãy lựa chọn một loại thuốc khác thay thế, ví dụ như antacid, để tránh tối đa tương tác xảy ra. Việc sử dụng đồng thời thuốc chống đông như warfarin cùng với chế phẩm chứa pantoprazone có thể làm tăng nguy cơ chảy máu trong một số trường hợp hiếm gặp với các dấu hiệu như chảy máu bất thường, đau đầu, chóng mặt, sưng tấy. Nếu như cần thiết phải dùng hai loại thuốc này cùng nhau, có thể cần điều chỉnh liều hoặc theo dõi thường xuyên hơn thời gian prothrombin hoặc chỉ số INR để quá trình dùng thuốc an toàn và hiệu quả. Khi dùng đồng thời pantoprazone với các thuốc điều trị HIV có tính axit như atazanavir thì sẽ xảy ra tương tác làm giảm. Đáng kể sinh khả dụng atazanavir do sự hấp thu của thuốc phụ thuộc vào pH dạ dày dẫn đến nguy cơ thất bại điều trị. Vì vậy nếu như cần thiết phải kết hợp hai thuốc này thì bệnh nhân cần được theo dõi cẩn thận và có thể cần hiệu chỉnh liều các thuốc kháng HIV. Chú ý liều dùng pantoxid không quá 20mg. Tương tác mức độ nghiêm trọng giữa Methotrexate và Pantoprazone có thể làm tăng nồng độ trong huyết tương đồng thời cũng làm tăng các tác dụng không mong muốn của Methotrexate. Trong khi bạn đang điều trị với Methotrexate, có thể xem xét một thuốc khác thay thế cho Pantoprazone nếu như bạn cần làm giảm axit dạ dày. Trường hợp cần thiết phải kết hợp hai thuốc này thì có thể phải điều chỉnh liều thuốc và hoặc cần tiến hành xét nghiệm đặc biệt để quá trình dùng thuốc an toàn và hiệu quả. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Pantosit 4, đồng thời biết cách sử dụng Pantosit 4 sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham